làm với thằng ngu mà mày dám trêu bò à? Ai xa, đâu mày dám trêu bò à? Ừ, cho chúng nó leo cao đấy kìa. Mày dám trêu bò này, mày chết. Úi, ai xa, mày, chúng mày ngon xuống đây leo cao thế sao tao hút được? Xuống đây mau. Đấy, mình mới mua được một chục trứng bây giờ mày ui mày thế, ui cảm ơn bạn nhiều nhé. Ừ, tí nữa rời mất chục trứng mềm về cho vợ nào, bắt tay cái. Cái gì đấy? Rồi chết mẹ rồi, xong ấy con sẽ ngu đần này, cũng có mấy cái việc tắc cống mà cũng không biết đường thông, cứ phải để anh lo nhỉ. Đấy, định móc cho xem này, một siêu nó nữa đi đấy. Đây có mấy việc nhẹ nhàng cũng không biết đường làm, thấy chưa? Xong chưa? Đấy, đâu ném cái phao ra cho tao vào mày, nhanh lên. Trời ơi, đúng rồi, đưa ủa bởi nhanh trời cái thằng ngu đần này, cái phao cũng không biết được ném, để tao lấy về cho mày ném lại xem nhé. Ơi con chó kia, để phao đây. Hôm qua mình mới mua được cái công tắc trên Shopee, và là công tắc dành cho những người thích lên thiên đường đấy. Người ta bảo là cắm vào ổ điện xong rồi bật công tắc để mình test thử cho các bạn xem nhé. Nào đưa cái chân đây bạn, sao không phải trêu mình nhỉ? Đây rồi, cái chân đây mượn xíu coi. Không, đôi dép cũng được, bỏ ra. Ôi, các bạn thấy chưa? Đấy, mình là người được gọi là người dẫn đường cho cái tàu đi này. Sao nó đi nhanh vậy? Dừng. Rồi, chết mẹ rồi. Đấy, con sen mày làm cho một trò gì vậy? Mày nhìn mặt tao trông có vui không? Mày thấy tao có vui không? Bỏ cái tay ạ. Ôi, con chó ngu dốt này, nó ngủ cái gì này? Cắn cho nó khoan. Ôi, mày bị thiệt. Ai ui. Ôi, đoàn ngọt. Không cần thiệt mà lại. Ừ, sợi ra ngon mà lại. Ừ, tao ăn bằng mồm, tao cần thiệt đâu. Mày cứ nhét cái gì mà vứt. Con xe này láo thật đấy. Ôi, hôm nay gió mát thế nhỉ. Trời, gió này mà được thả đi chơi thì vui hết mấy, đúng không? Ừ, sợi. Ừ. Ôi, xe ơi, nhà tao thổi bay rồi, xe ơi. Ai cứu, tao hết chỗ ngủ rồi, trời, cái nhà của tao. Yeah, đúng rồi, lên em ơi, lên. Ui, tụi thường quá nhỉ. Trời. Xinh ghê mà bị hồi nách, ghê tê. Đấy, rửa tay xong là phải đi xây máy đúng không? Đâu, ui, máy này hơi ghê. Đấy, mới mượn được thằng bạn cái máy. Đây, tao nổ ra. Lên. Chết sư, sao con lên? Sao mày không lên? Mẹ, không mày lên. Bỏ đi xe của nó, mày đập tao ra, tao đập nát hộ.